Quý cô bác và anh chị kính mến, ngày hôm nay Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, tiền bạc đủ đầy, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Sự thật chấn động giới tử vi, người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, đặc biệt chú ý ba việc này: ắt vượt qua khổ nạn, đón thời giàu sang, phú quý thịnh vượng, từ sau Tết Thanh Minh cực kỳ giàu có. Quý cô bác anh chị Đinh Mùi thân mến, hâm mộ những gì người khác có, không bằng trân quý những gì mình đang có, thân thể mạnh khỏe, gia đình ấm êm, công việc ổn định, có thể những thứ bạn thấy quá ư là tầm thường, bình dị này lại là truy cầu ước mơ của bao kẻ khác. Con người thường nghĩ rất nhiều về quá khứ và tương lai, nhưng lại có thói quen lơ là hiện tại, kỳ thực, quá khứ đã qua từ lâu rồi, mà tương lai thì chứa đầy những ẩn số chưa biết, chỉ có hiện tại mới là những thứ bạn thực sự có thể nắm bắt được. Thưa quý cô bác tuổi Đinh Mùi, có phải những ngày tháng vừa qua quý vị đã phải sống trong một cuộc sống vô cùng mệt mỏi, mất việc, giảm lương, nợ nần chồng chất? Nếu đúng thì hãy nghe thật kỹ video của Minh Đường Tử Vi, biết đâu sau này Đinh Mùi cảm thấy biết ơn chính mình vì đã không bỏ lỡ video Đinh Mùi này. Vĩnh viễn không được phó thác hy vọng cuộc sống vào bất kỳ một người nào khác, bất kể họ là ai, bất kể hiện tại tốt với bạn như thế nào, bạn vẫn phải có đủ sức mạnh, mạnh mẽ đến mức có thể độc lập đối diện với hết thảy thách thức trong cuộc đời, biết đủ thường vui, nỗ lực tiến thủ, độc lập tự chủ, đây chính là ba đạo lý thực dụng nhất của cuộc đời. Với Đinh Mùi là một người sống vì gia đình, vì mọi người rất nhiều, nhưng chẳng nhờ vả được ai, chăm chỉ cày cuốc kiếm tiền nhưng không ai hiểu, hay bị chỉ trích là không bằng người này người kia, người đời chửi rủa là bất tài, vô dụng, miệng lưỡi thế gian cay độc là như thế, chung quy là vẫn chỉ vì nghèo, vì không có tiền. Đinh Mùi là con người thiện lương, đức độ, giàu nhiệt huyết, thông minh, hào phóng mà không ngại khó, ngại khổ và có tính độc lập rất cao. Dù thế, nhưng các Đinh Mùi có biết vì sao mà mình cứ mãi long đong, vất vả, chăm chỉ cày cuốc mà vẫn không thấy thần tài tìm đến, sự nghiệp thăng hoa hay không? Đấy là vì Đinh Mùi chưa gặp thời. Các cụ đã nói rồi, cho dù có tài giỏi đến đâu, chịu khó đến đâu mà không gặp thời thì cũng bằng trắng tay. Cái số kiếp của Đinh Mùi định sẵn thời trẻ ba chìm bảy nổi, long đong vất vả, nhưng càng về sau thì lại càng có số hưởng lộc giàu sang. Báo với Đinh Mùi một tin cực vui, Đinh Mùi sẽ cực giàu có, phát tài, kiếm được bộn tiền nếu chú ý điều này. Bởi vì sao? Từ sau Thanh Minh có tiệc quan tứ phủ, tiệc quan đệ nhất đệ nhị, là thời điểm mà bề trên sẽ mở cửa để ban ơn bàn phước, cực kỳ nhiều lộc. Cộng thêm tử vi năm 2024 của Đinh Mùi là cực đỏ, nên sẽ có cơ hội đón tài lộc, giàu có bất ngờ. Nếu Đinh Mùi tỉnh táo nắm bắt, ắt kiếm tiền trăm tiền tỷ, mua nhà sắm xe, nếu lỡ bỏ lỡ thì phải chờ đến 10 năm, thậm chí là 20 năm thì mới có cơ hội để hồi tụ thiên thời. Địa lợi và nhân hòa như là năm 2024 này, nếu nắm được vận trong tay cả đời Đinh Mùi công danh song toàn, được thần hộ mệnh, tài lộc nhiều không kể hết, sự nghiệp phất lên cao như diều gặp gió. Vậy, để biết được vận trình chi tiết tử vi trong từ sau Thanh Minh của Đinh Mùi sẽ diễn biến ra sao, làm thế nào để vận may đến với mình, và Đinh Mùi phải làm sao để giữ được vận trình cực may cực đỏ này, thì xin mời quý vị hãy theo dõi tiếp video ngay dưới đây nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này hay, thì hãy để lại cho chúng tôi một bình luận là số 1. Nếu không hay thì hãy để lại số 0, để cho chúng tôi có thể cải thiện hơn nữa về chất lượng của video quý vị nhé. Quý vị thân mến, trong phân loại theo địa chi và thiên can, năm sinh 1967 thuộc về can Đinh và chi Mùi, do đó, người sinh năm này được xác định là tuổi Đinh Mùi, tức tuổi con dê, tuổi Mùi thuộc tam hợp gồm Mão, Mùi và Hợi, đồng thời thuộc tứ hành xung gồm Sửu, Thìn, Mùi và Tuất. Những người tuổi Đinh Mùi thường có tính cách nhẹ nhàng, ôn hòa, sở hữu tấm lòng nhân hậu,
bộ não thông minh và nhìn nhận mọi việc một cách nhanh nhạy. Theo quan điểm của ngũ hành, người tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, chính xác là thiên hà thủy. Thông thường, thủy được tượng trưng như nước mưa từ trời, làm tươi tốt cây cỏ, làm mềm mại đất đai và tạo nên sự phong phú. Tuy nhiên, cũng giống như mọi sự vật, không phải lúc nào mưa cũng mang lại điều tốt lành. Khi mưa quá nhiều hoặc quá lớn, có thể dẫn đến các vấn đề như thiên tai, ngập úng hay xói mòn, gây ảnh hưởng đến môi trường. Vì vậy, việc hiểu về mệnh tương sinh và tương khắc của thiên hà thủy sẽ giúp người tuổi Đinh Mùi thuận lợi hơn trong cuộc sống và sự nghiệp. Mệnh tương sinh, thiên hà thủy tương sinh với mệnh kim và mệnh mộc. Khi kết hợp với những mệnh này, người tuổi Đinh Mùi có thể trải qua những giai đoạn suôn sẻ và phồn thịnh. Mệnh tương khắc, tránh mệnh hỏa và mệnh thổ là quan trọng cho người mệnh thủy, vì những mệnh này có thể mang đến những thách thức và khó khăn trong cuộc sống. Nam mạng tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 có cung càn, hành kim thuộc Tây tứ mệnh, họ là những người cần cù, luôn chăm chỉ làm việc để có một tương lai đủ đầy, xung quanh họ luôn có những cơ hội để có thể thăng tiến và phát triển trong sự nghiệp. Với nữ mạng Đinh Mùi 1967 sẽ có cung ly, hành hỏa thuộc Đông tứ mệnh, họ là những người phụ nữ mạnh mẽ, mang năng lượng tích cực lan tỏa cho mọi người quanh mình, ngoài ra, tấm lòng bao dung và nhân hậu của họ cũng điểm được mọi người yêu quý. Đinh Mùi sinh năm 1967, hợp màu gì, kỵ màu gì? Tuổi Đinh Mùi được liên kết với mệnh thủy, thường lựa chọn màu sắc như đen và xanh nước biển, đây là những gam màu phản ánh bản chất của họ. Việc chọn những màu sắc này không chỉ đồng nghĩa với việc áp dụng phong thủy, mà còn mang lại lợi ích lớn cho cả cuộc sống cá nhân, gia đình và sự nghiệp. Những gam màu hợp phong thủy không chỉ giúp tăng cường cát khí tích lũy, mà còn đem lại tài lộc và may mắn. Sự lựa chọn thông minh về màu sắc có thể tạo ra một môi trường tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và thịnh vượng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bên cạnh đó, người mệnh thủy nên tránh các màu đỏ, hồng, tím thuộc hành hỏa để tránh gặp những xui xẻo trong công việc cũng như trong cuộc sống. Con số may mắn của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Nam mạng sinh năm 1967 thuộc cung Mùi, được liên kết với các con số 6, 7 và 8. Trái ngược với đó, người nữ cùng cung Mùi và năm sinh 1967 thường hòa mình với các số 3, 4 và 9. Những con số này được coi là mang lại may mắn và thịnh vượng cho những người chọn sử dụng chúng, có thể được tích hợp vào việc kích hoạt số điện thoại hoặc liên quan đến tài khoản ngân hàng. Thông qua việc chọn lựa số may mắn, người nam và nữ cùng cung Mùi sinh năm 1967 có thể tận dụng tính tài chính và tạo điều kiện thuận lợi trong các giao dịch hoặc kinh doanh. Điều này thêm vào tính độc đáo và hiệu quả trong việc sử dụng phong thủy số để hỗ trợ và kích thích nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống hàng ngày. Tuổi hợp để làm ăn. Dựa trên quan niệm phong thủy, tam hợp tuổi Mùi sẽ thuộc nhóm tam hợp tuổi Mùi, Hợi, Mão. Đối với nam mạng Đinh Mùi sinh năm 1967, sẽ hợp với các tuổi Canh Thân, Quý Hợi, Giáp Tý. Đối với nữ mạng Đinh Mùi sinh năm 1967 sẽ hợp với các tuổi là Mậu Thân, Canh Tuất, Giáp Dần. Cây phong thủy hợp tuổi Đinh Mùi 1967. Những cây phong thủy phù hợp với những người sinh năm 1967 mệnh gì? Với hệ mệnh của mình tuổi Đinh Mùi 1967 nên lựa chọn những loại cây thủy sinh, cây họ Tùng như Tùng Bồng Lai, Tùng La Hán hoặc Cỏ Lan Chi để hỗ trợ, mang lại sự may mắn và tài mệnh. Bên cạnh đó, những cây thuộc mệnh kim cũng nên sử dụng tăng thêm cơ hội trong công việc. Tuy nhiên, người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 cần tránh những cây có màu nâu, màu vàng thuộc mệnh thổ vì sẽ khiến họ thiếu hụt may mắn, gia tăng rủi ro, tiền tài giảm sút. Tính cách nam mạng tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Nam sinh năm 1967 có một tính cách ôn hòa, lịch thiệp và luôn bày tỏ sự quan tâm đến cảm xúc của người khác. Vì thế, họ có một cuộc sống bình yên, ít khi có mặt trong các buổi cãi vã, xung đột. Họ có ánh mắt tinh tế để nhìn nhận mọi thứ, chú ý quan sát cảm xúc của mọi người xung quanh để lắng nghe, thấu hiểu. Nhờ thế, họ trở thành một chỗ dựa tinh thần vững chắc và được rất nhiều người khác yêu mến. Tuy nhiên, sự hiền lành và nhã nhặn đôi khi có thể làm cho nam mạng tuổi này trở nên quá mềm yếu và thiếu ý chí riêng. Điều này có thể làm trở ngại cho sự phát triển và đạt thành công trong cuộc sống, đôi khi khiến anh ta dễ bị lợi dụng hoặc bắt nạt từ người khác. Tính cách nữ mạng tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Nữ Đinh Mùi 1967 có tính cách nhẹ nhàng, lịch sự và nhã nhặn, mang đậm chất vẻ đẹp của một người phụ nữ Á Đông. Họ luôn thành thực, không hay nói dối và có tấm lòng bao dung mọi người, sẵn sàng giúp đỡ mà không cần báo đáp, nhất là đối với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn họ. Bên cạnh đó, dù bên ngoài là những người mạnh mẽ, nhưng bên trong họ chứa một tâm hồn mộng mơ, đậm chất thi sĩ,
Vì vậy, họ rất thích trải nghiệm những chuyến du ngoạn để khám phá phong cảnh hữu tình xung quanh. Xem tử vi từ sau thanh minh cho con giáp tuổi Đinh Mùi âm lịch thấy rằng các phương diện của cuộc sống của người tuổi này có bước phát triển rõ rệt. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành công hay được cấp trên tin tưởng, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo, coi người khác kém cỏi hơn mình. Trên thực tế, bạn vẫn còn rất nhiều điều chưa hiểu rõ. Việc học hỏi, lắng nghe lời khuyên của người khác là không bao giờ thừa, đặc biệt nếu bạn còn đang giữ một vị trí cao trong tập thể, thì càng cần phải học cách lắng nghe và đánh giá vấn đề đa chiều hơn, nếu không bạn dễ bỏ sót một vài tiểu tiết hoặc đưa ra những quyết định chưa thực sự chính xác, gây ảnh hưởng tới tập thể. Vận trình tài lộc của người tuổi Đinh Mùi đang có những bước tiến khá vững vàng, dù có thể là bạn sẽ không thu được tiền về đầy túi ngay từ sau thanh minh. Tuy nhiên, hãy tin rằng những gì mình bỏ ra là vô cùng xứng đáng, cứ chăm chỉ rồi bạn sẽ có một mức sống dư giả trong tương lai. Căn cứ tử vi từ sau thanh minh tuổi Đinh Mùi âm lịch, dịch mã cho thấy thời gian này là thời điểm bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều để tìm kiếm khách hàng, đối tác và mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình. Điều bạn cần làm là biết rõ và phát huy điểm mạnh của mình, tạo ấn tượng tốt đẹp cho đối tác. Như vậy thì quá trình làm ăn về sau sẽ trở nên suôn sẻ hơn nhiều. Với người làm công ăn lương, thành tích tốt trong sự nghiệp là yếu tố giúp bạn có một túi tiền rủng rỉnh. Chắc chắn cấp trên sẽ chẳng keo kiệt với một nhân viên luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như bạn đâu. Nếu có ý định bắt đầu một lĩnh vực mới từ sau thanh minh, có lẽ bạn cũng sẽ phải hơi vất vả một chút. Tuy nhiên, quý nhân xuất hiện đúng thời điểm sẽ giúp bạn vạch ra một hướng đi phù hợp với bản thân và xu hướng xã hội, giúp tiền chảy về trong túi thuận lợi hơn. Có điều, dù công việc có thuận lợi đến mấy, bạn cũng chớ coi thường những rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tốt nhất hãy luôn kiểm tra mọi việc đã làm thật kỹ càng, tránh sai sót không đáng có, phải dùng tiền để sửa chữa sai lầm. Phương diện tình cảm cũng có những dấu hiệu tích cực do tác động của ngũ hành tương sinh, bản mệnh nhận được sự ủng hộ và thấu hiểu của nửa kia nên dũng cảm đối diện với thử thách. Quan hệ của đôi bên ngày một khăng khít hơn, bạn và người ấy dành cho nhau nhiều cử chỉ quan tâm, yêu mến và chỉ riêng điều đó thôi cũng có tác động rất tích cực đến tình cảm của hai người rồi. Ngoài ra, bạn cũng nhận được nhiều lời cổ vũ, động viên của đối phương, nhờ vậy mà bạn có quyết tâm và đủ dũng cảm để đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thuận vợ, thuận chồng tát bể đông cũng cạn, cuộc sống của hai người sẽ ngày một tốt lên. Đáng tiếc là dù công việc tiến triển thuận lợi, tình duyên hài hòa, nhưng tình hình sức khỏe của người tuổi này lại không thực sự ổn định. Do con giáp này phải chịu tác động của hung tinh thiên nguyệt, bản mệnh thường xuyên lo lắng, sốt ruột những điều vu vơ nên dễ lâm vào cảnh căng thẳng, stress, gây bất lợi cho sức khỏe. Thậm chí, có những người còn đổ bệnh vì áp lực công việc khá lớn, bạn nên học cách trao đổi, chia sẻ với mọi người xung quanh. Đồng thời, tích cực hơn trong việc tham gia các hoạt động tập thể hoặc hoạt động ngoài trời, hãy tìm đến những niềm vui để tinh thần tích cực, cơ thể khỏe mạnh mỗi ngày. Quý vị thân mến, từ sau thanh minh là một khoảng thời gian khá may mắn đối với quý mệnh chủ tuổi Đinh Mùi. Vậy làm sao để điềm lành tài lộc có thể phát huy được tối đa trong thời điểm này thì xin mời quý vị cùng Minh Đường Tử Vi tham khảo ngay sau đây nhé. 1. Thực hiện các nghi lễ cúng cất trong văn hóa Á Đông. Việc thực hiện các nghi lễ cúng cất có thể giúp tạo ra sự an lành và mang lại may mắn cho gia đình. Hãy tổ chức các nghi thức cúng cất vào những ngày đặc biệt trong tiết thanh minh. 2. Đảm bảo rằng không gian sống và làm việc của bạn luôn tươi mới, gọn gàng, sạch sẽ để tối ưu hóa năng lượng tích cực và loại bỏ năng lượng tiêu cực. Cân nhắc về hướng nhà, cách bố trí nội thất và việc sử dụng màu sắc phong thủy. 3. Thực hiện các phong tục truyền thống, tham gia vào các hoạt động truyền thống như đi chùa, thăm đền hoặc thực hiện các phong tục dân gian địa phương để thu hút sự may mắn và điềm lành trong cuộc sống. 4. Tham khảo các nguyên tắc và lời khuyên từ Minh Đường Tử Vi để biết thêm về các yếu tố phong thủy, thời điểm phù hợp để thực hiện các hoạt động quan trọng trong thời gian này. 5. Thực hiện các biện pháp tâm linh, tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia tâm linh như thầy, bậc đạo sĩ hoặc nhà nghiên cứu về tâm linh để nhận được sự hỗ trợ và hướng dẫn trong việc cải thiện tài lộc và may mắn. Tiếp theo là nội dung tử vi chi tiết từng phương diện. Về phương diện tình duyên, gia đạo. Theo tử vi từ sau thanh minh cho con giáp tuổi Đinh Mùi, sự nghiệp và tài lộc của người tuổi này có sự phát triển rõ rệt, song tình duyên thì lại không suôn sẻ như ý muốn. Dù là người độc thân hay người đã lập gia đình, có lẽ bạn sẽ đều phải đối diện với những nguy cơ hoặc tổn thương nhất định với người đã có đôi có cặp. Vợ chồng bạn không tránh được những lúc mâu thuẫn, ý kiến với nhau, bạn không nên nghiêm trọng hóa vấn đề, có gì khó chịu thì nên bình tĩnh trao đổi với người ấy. Có như vậy mới tìm được hướng giải quyết, còn nếu bạn luôn cường điệu quan điểm của bản thân, không chịu lắng nghe đối phương, thì đôi bên rất dễ nặng lời, gây tổn thương cho nhau.
Khi rơi vào cảnh chiến tranh lạnh, các cặp vợ chồng cần hết sức cẩn thận trước nguy cơ kẻ thứ ba chen chân phá hoại tình cảm. Hãy luôn nhắc nhở bản thân giữ khoảng cách với người khác. Quan hệ xã giao rộng rãi đến mấy thì cũng nên giữ giới hạn. Đừng vì ham vui mà khiến những người thân trong gia đình phải chịu tổn thương. Với người độc thân, trên thực tế, các mối quan hệ xã giao giúp bạn quen biết với không ít các đối tượng khác giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng đáng tin cậy. Bạn không nên vội vã nghe theo lời ngon, tiếng ngọt của người chưa hiểu rõ kẻo chuốc lấy tổn thương. Một số người cũng không nên đưa ra những hình mẫu thiếu thực tế cho nửa kia tương lai của mình. Trên đời này không có ai là người hoàn hảo, chính bạn cũng như vậy. Vì thế, hãy chọn người chân thành với mình, chứ đừng mơ mộng thái quá. Về phương diện sức khỏe, thời điểm từ sau Thanh Minh này dương khí mạnh, dễ làm tổn thương tỳ vị, đường tiêu hóa. Do đó, con giáp tuổi Đinh Mùi nên để ý hơn tới phương diện sức khỏe của mình. Việc ăn uống đủ chất với loại đồ ăn phong phú rất quan trọng đối với con giáp tuổi Mùi thời gian này. Do đó, bản mệnh nên dành thời gian để chuẩn bị những bữa ăn ngon miệng cho cả nhà nhé. Nếu ở nhà nhiều thấy buồn chán, bạn hãy thử các bài tập hoặc tự học một bộ môn nào đó ngay tại nhà, có thể là học nhảy hay tập yoga. Hãy thử bắt đầu ngày mới bằng các bài tập yoga để tạo ra nguồn năng lượng tích cực cho cả ngày. Yoga có rất nhiều tác dụng đối với cơ thể, về mặt tinh thần, kiểm soát stress. Về thể chất, yoga giúp cải thiện độ dẻo dai, làm săn chắc cơ và duy trì hệ trao đổi chất cân bằng. Ngoài ra, một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm cho chính mình là chăm sóc răng miệng. Hãy nhớ thường xuyên đi khám nha sĩ và đảm bảo dùng chỉ nha khoa để xỉa răng, đánh răng và súc miệng hàng ngày. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi từ sau Thanh Minh cho con giáp tuổi Đinh Mùi, con giáp này có thể hoàn toàn yên tâm về vận trình của mình nhờ sự xuất hiện của cục diện tam hợp. Công việc trong thời gian này hầu hết đều tiến triển thuận lợi, sở cầu như nguyện, làm gì cũng đạt được thành quả đáng mừng. Thời gian này bạn có quý nhân phù trợ, những lúc khó khăn đều nhận được những sự trợ giúp kịp thời, những cuộc bắt tay hợp tác đem về nhiều kết quả tốt đẹp. Không lo đơn thương độc mã, các hạng mục đều diễn ra đúng theo với kế hoạch. Thậm chí, một số việc còn tồn đọng trước đó cũng được giải quyết nhanh gọn. Tinh thần hăng say giúp con giáp này đang đạt được hiệu suất rất cao, đôi khi còn khiến người xung quanh ngỡ ngàng. Dù vẫn có không ít thách thức, nhưng bản mệnh vẫn có thể vượt qua nhờ khả năng ứng biến linh hoạt, lại thêm lối tư duy nhạy bén. Cộng thêm với phong cách làm việc chuyên nghiệp, đi đâu, làm gì, bạn cũng được coi trọng, đề bạt đảm nhiệm trọng trách. Các mối quan hệ xã giao cũng phát triển hài hòa, góp phần giúp việc hợp tác làm ăn thêm thuận lợi. Bạn cũng mạnh dạn hơn trong việc mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm nhiều đối tác và khách hàng tiềm năng. Với những ai đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh, đầu tư nào đó, đây là thời điểm lý tưởng để triển khai, vạn sự khởi đầu nan. Dẫu trong quá trình có vấp phải khó khăn cũng là chuyện thường tình, bởi không có việc gì lại dễ dàng ngay từ đầu, tuổi Mùi cần hết sức kiên nhẫn. Đặc biệt là khi nguyệt lệnh lâm mộ khiến tâm tính bản mệnh dễ thay đổi, cần có sự nghiêm túc và kiên trì khi theo đuổi mục tiêu, chớ đứng núi này trông núi nọ. Hay ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc kẻo phá hỏng lợi thế và may mắn mình đang có, bản mệnh có năng lực, chỉ thiếu chút nhẫn nại nữa thôi. Về phương diện tài lộc, theo tử vi từ sau Thanh Minh tuổi Đinh Mùi âm lịch, con giáp này được thiên tài hậu thuẫn, nên càng làm ăn buôn bán càng dễ có được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, đáng để chờ đợi. Nguyệt lệnh lâm dưỡng vận, báo hiệu vận trình tài lộc của người tuổi này có xu hướng tăng dần chứ không phải giàu có ngay sau một đêm. Mọi việc đều cần nỗ lực và tính toán chu đáo từng bước trước khi tiến hành, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn, vận khí đang tăng dần. Thích hợp để làm những việc quen tay hay đã có kinh nghiệm, không hợp để đẩy mạnh đầu tư ồ ạt, nóng vội lúc này chỉ khiến bạn dễ nhận về cay đắng. Đừng quên tháng có thiên cầu hung tinh hoành hành, không có lợi cho việc làm ăn hay kinh doanh, đầu tư quá lớn, độ mạo hiểm và rủi ro cao. Chỉ cần tiếp tục công việc, dự án hiện tại thì tiền bạc cũng rủng rỉnh rồi, Mùi không cần phải liều lĩnh đặt cược hết những gì mình đã xây dựng bấy lâu. Họa tiểu nhân ẩn tàng cũng nhắc nhở tuổi này đề cao cảnh giác với những mối hợp tác hoặc đầu tư mờ ám, bạn nên có sự tìm hiểu kỹ càng trước khi bắt tay làm ăn chung với ai đó. Đặc biệt là người chưa từng giao hảo trước đây, làm giàu cần quá trình bền bỉ phấn đấu và một tầm nhìn xa trông rộng. Bạn có thể hiểu các mánh khóe trong nghề của mình, cũng áp dụng để thu lợi cho bản thân. Song, đừng bất chấp tất cả mà làm liều, kẻo vướng họa lao ngục. Với người làm công ăn lương thì trong tháng thu nhập chủ yếu đến từ nghề tay trái, bản mệnh sẽ có người giới thiệu cho việc làm thêm. Điều này khiến cho những chú dê trở nên bận rộn hơn hẳn, song bù lại, túi tiền cũng rủng rỉnh hơn. Khi vận khí dần ổn định, bạn sẽ có thêm tả phù cát tinh nâng đỡ để thăng tiến dễ dàng, thu nhập sớm được cải thiện. Do đó, hãy cứ xông xáo,
đảm nhiệm nhiều trọng trách, đến lúc phù hợp tài lộc sẽ tự nhiên đầy túi. Ngược lại, nhìn thấy khó khăn mà thoái chí thì mãi nghèo đói, chẳng thể ngóc đầu lên được. Quý vị thân mến, trong một tháng thì những ngày tốt và ngày xấu luôn song hành với nhau. Việc biết trước các ngày tốt và xấu có thể giúp quý vị chuẩn bị tinh thần và lập kế hoạch hiệu quả hơn cho các hoạt động quan trọng, các ngày tốt thích hợp cho công việc lớn và quan trọng. Trong khi các ngày xấu nên hạn chế quyết định và chú trọng đến sức khỏe và tinh thần, việc nắm vững lịch ngày tốt và xấu cũng giúp quý vị tối ưu hóa cơ hội và giảm thiểu rủi ro trong mọi tình huống. Vậy để biết được ngày tốt thì xin mời quý vị xem tiếp dưới đây nhé. Những ngày tốt trong tháng 3 âm lịch 2024. Thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Ngày mùng 3 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Nhằm ngày, ngày Ất Tỵ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, may cắt áo mẫu, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh. Việc xấu trong ngày, rất kỵ đi thuyền, con mới sanh đặt tên nó là Đầu, Giải, Chạy hoặc lấy tên sao của năm hay tháng hiện tại mà đặt tên cho nó dễ nuôi. Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Tân Hợi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt. Tốt nhất là xây cất nhà, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt thiện quả tới mau hơn. Việc xấu trong ngày, sao bích toàn kiết, không có việc chi phải kiêng cữ. Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 12 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Giáp Dần tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Việc xấu trong ngày, đi thuyền. Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 12 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Giáp Dần tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Việc xấu trong ngày, đi thuyền. Thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 14 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Bính Thìn tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Dậu, 17 giờ đến 19 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt. Tốt nhất là chôn cất, cưới gã, trổ cửa dựng cửa, đào kinh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Việc xấu trong ngày, đi thuyền, ngày Nguyệt Kỵ không nên đi xa. Thứ hai, ngày 29 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 21 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Quý Hợi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác trăm việc tốt, tốt nhất là xây cất nhà, che mái dựng hiên, trổ cửa dựng cửa, cưới gã, chôn cất, làm ruộng, nuôi tằm, đặt táng kê gác, chặt cỏ phá đất, cắt áo, làm thủy lợi. Việc xấu trong ngày, sửa hoặc làm thuyền chèo, đẩy thuyền mới xuống nước. Những ngày xấu trong tháng cần tránh. Thứ sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày mùng 4 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Bính Ngọ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn.
giờ tốt trong ngày: Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ. Việc tốt trong ngày: đi thuyền, cắt may áo, mũ. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại, nhất là xây cất nhà, dựng trại, cưới gã, trổ cửa, làm thủy lợi, nuôi tằm, gieo cấy, khai khẩn, khai trương, xuất hành đường bộ. Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày mùng 6 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày xấu: ngày Mậu Thân tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày: ngày có sao hư. Hư có nghĩa là hư hoại, không có việc chi hợp với sao hư. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác trăm việc đều không may, thứ nhất là xây cất nhà cửa, cưới gã, khai trương, trổ cửa, tháo nước, đào kênh rạch. Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 15 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày xấu: ngày Đinh Tỵ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày: không có sự việc chi hợp với sao chỉ. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng không tốt, kỵ nhất là chôn cất và các vụ thuộc về chết chôn như sữa đắp mồ mả, làm sanh phần, làm mồ mã để sẵn, đóng thọ đường, đóng hòm để sẵn. Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 19 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày xấu: ngày Tân Dậu tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Dần 3 giờ đến 5 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày: không có việc chi hợp với sao Liễu. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại, hung hại nhất là chôn cất, xây đắp, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, đào ao lũy, làm thủy lợi. Quý vị thân mến, người xưa có câu tinh canh vũ độ, nghĩa là ngày nắng đi cày, ngày mưa đọc sách. Một câu nói đơn giản này đã ngắn gọn, mô tả một cuộc sống ung dung, tự tại, không màng sự đời, thể hiện tâm hồn cao thượng, không phiền não, hàm chứa trí tuệ thuận theo tự nhiên của cổ nhân vào thời cổ đại. Khi nông nghiệp chưa hoàn toàn phát triển, các biện pháp canh tác sản lượng cao, các biện pháp thúc ép về thời gian còn chưa có, thì người dân thường sinh sống ra sao? Chính là mỗi ngày, khi mặt trời mọc là họ bắt đầu ra đồng làm việc cày cấy, đến lúc mặt trời sắp lặn thì dừng, những ngày mưa gió họ ở nhà nghỉ ngơi. Người có chí hướng thì dành thời gian để đọc sách, ngâm thơ, cuộc sống như vậy khá sung sướng. Cuộc sống ngày nay đã có nhiều thay đổi, đôi khi vào những ngày mưa gió, người ta vẫn có thể gặp cảnh những người nông dân trồng cây, bón lúa. Xã hội ngày nay cũng là như vậy, rất nhiều người vì mải mê làm việc, bận rộn kiếm tiền, nên ngày đêm đảo lộn, ngày nghỉ cũng làm việc, khiến không ít người tâm tính trở nên nóng nảy, có nhẫn nại. Một số người còn tự nhận mình là người siêng năng, chán ghét trời mưa gió, vì đã làm lỡ giờ công việc của mình. Sau một thời gian dài làm việc trong hoàn cảnh không phù hợp quy luật tự nhiên như thế, rất dễ dàng xảy ra hiện tượng làm quá sức trở thành bệnh. Hơn nữa còn là các bệnh lạ lùng, trời nắng, trời mưa là quy luật tự nhiên, thiên nhiên sẽ không vì ý nguyện của con người mà thay đổi quy luật của mình. Con người dẫu có muốn ngăn trời mưa hay muốn tạo mưa bằng những biện pháp khoa học hiện đại nhất thì cuối cùng vẫn không thể thay đổi được quy luật của tự nhiên, chỉ là lợi dụng một chút thông minh, một chút mà thôi. Bởi vậy, những người sống thuận theo tự nhiên sẽ biết thay đổi kế hoạch của mình cho phù hợp với tạo hóa. Ngày mưa nếu không thể làm việc, họ có thể tạm thời dừng tay thưởng thức nhạc, đọc sách cổ, tĩnh dưỡng và làm gia tăng tri thức của bản thân mình. Trong cuộc sống, những việc không thuận theo tâm ý của con người là rất nhiều. Người kinh doanh không đạt được mục tiêu, doanh số đề ra, học sinh không đạt được kết quả thi như bản thân mong muốn, bạn bè đột nhiên rời xa, người thân đột nhiên ly biệt, trong những lúc gặp phải mâu thuẫn không thể thay đổi được. Như vậy thì biết thuận theo tự nhiên là cách lựa chọn hữu hiệu nhất. Thà làm mọi việc mà có thể thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu, thì trái lại còn có thể thu được kết quả tốt đẹp hơn mong đợi. Tục ngữ nói, cố tình trồng hoa, hoa không nở, vô tâm cấy liễu, liễu thành rừng. Trong cuộc sống rất nhiều, khi quá để tâm chú ý thì lại bị mất đi, giống như nắm cát nằm trong tay. Nắm càng chặt thì nó rơi càng nhanh. Nguồn gốc của những phiền não trong lòng người, phần lớn đều là do không thuận theo tự nhiên, không biết mệnh của bản thân mình mà ra. Có một câu chuyện cổ kể rằng, trong một khoảng vườn rộng của thiền viện, có nhiều đám cây nhỏ đã bị vàng ố và chết khô. Tiểu hòa thượng thấy vậy, trong lòng có chút lo lắng,
liền nói với vị sư trụ trì, sư phụ chúng ta hãy nhanh chóng gieo hạt giống thôi, để như vậy trông rất khó coi. Vị sư trụ trì chậm rãi nói, đừng vội, loại cây nào cũng đều phải theo thời mới trồng được, hãy tùy thời, đến mùa vị sư trụ trì mua những hạt giống cây về giao lại cho tiểu hòa thượng đi gieo hạt. Những đợt gió giông nổi lên làm cho nhiều hạt bị thổi bay đi mất, tiểu hòa thượng vô cùng lo, nói với sư phụ không được rồi, rất nhiều hạt đã bị gió thổi bay đi mất. Vị sư trụ trì bình tĩnh đáp, không sao, bị gió thổi đi rất nhiều là hạt lép, có gieo xuống đất cũng không nảy mầm, con đừng lo lắng, hãy tùy tính. Sau khi gieo hết số hạt giống ấy, tiểu hòa thượng lại phát hiện có rất nhiều chim từ đâu bay đến mổ. Tiểu hòa thượng hoảng sợ chạy lại nói với sư trụ trì, sư phụ hạt giống đều bị chim ăn rồi. Vị sư trụ trì vẫn bình tĩnh như cũ và nói không sao, hạt giống nhiều, chim có mổ cũng không hết được, hãy tùy ngộ. Nửa đêm ấy trời đổ mưa rào, sáng sớm hôm sau, tiểu hòa thượng vào phòng sư phụ và buồn rầu nói, sư phụ, những hạt giống kia đều đã bị mưa làm ngập hết rồi. Vị sư trụ trì lại nói, con đừng lo, hãy để tùy duyên. Một tuần trôi qua, trên mặt đất quả nhiên mọc lên rất nhiều mầm xanh, một số góc vườn vốn không được tiểu hòa thượng gieo hạt giống cũng mọc lên những mầm xanh. Tiểu hòa thượng vui mừng vỗ tay không ngớt. Vị sư trụ trì nhìn thấy vậy gật đầu và nói, tùy hỷ rất nhiều khi gặp khó khăn tìm không ra phương pháp giải quyết, chúng ta nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, bởi vì cổ nhân đã giảng, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, hay người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên, cho nên thuận theo tự nhiên là cảnh giới cao của trí tuệ con người. Quý vị thân mến, trên đây là toàn cảnh tử vi từ sau thanh minh của con giáp tuổi Đinh Mùi. Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc cho quý vị khán thính giả luôn sống bình an, hạnh phúc, luôn mạnh mẽ vượt qua mọi giông tố trong cuộc đời và gặt hái thành công mỹ mãn. Hy vọng rằng, với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây, sẽ giúp quý vị có được cái nhìn tổng quan về cuộc đời của mình, may mắn nào cũng được nắm bắt, xui xẻo nào cũng được tránh xa. Để vạn sự hanh thông, triệu điều như ý, quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình và sau đó bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn.